Nội dung của ô hay hay hơn dành cho Tăng Phúc. Mỗi em phải chọn ra 3 quả trứng. Trong đây thì có trứng sống và trứng đã luộc để lẫn lộn nhau rồi. Bây giờ mình chọn xong rồi anh sẽ để đây. Không ổn. Tại vì cái ô đó là Phúc thảy đồ. Cái tự nhiên cái bây giờ em cũng bị dính đạn. Nhưng mà chơi thắng là có quà mà đúng không? Đúng có rồi. Mình em có quà. Có mình em có quà. Đúng có rồi. Mình em có quà. Hay không? Mọi người hiểu không? Mọi người hiểu vấn đề không? Thắng thua gì em cũng có quà. Em thì thắng thua gì thì là khán giả sẽ yêu thương em. Vì cũng có một chút gọi là cảm xúc và tình bạn với nhau. Và ngày hôm nay em nể mặt hai anh chị đang đứng ở đây và nể mặt chương trình thì em chơi thôi. Bây giờ nếu mà Chương Thận Nhi nói vậy á, bây giờ hai đứa muốn tự đập hay là đập cho nhau? Ê, đập cho nhau mới vui á. Đập cho nhau mới vui á. Bây giờ hai em cùng nhắm mắt. Xong hai anh chị cứ quay vòng tròn vậy đi. Xong tụi em nhắm mắt anh là bọc cái bây giờ mở mắt cũng không biết cái nào là sống. Không, thì tụi em cứ nhắm mắt vậy đó. Nhắm mắt đi. Rồi nhắm mắt. Bây giờ bắt đầu anh quay một cái nha. Ok. Ok vô rồi bắt. Bắt mấy quả? Một quả trước đi. Đâu. Vô nha. Một, hai. Cứu tôi, cứu tôi trời ơi. Trái thứ hai, trái thứ hai trả thù liền. Nhắm mắt lại. Để nữa anh làm cho. Một, chết gì rồi. Ba, bốc. Tôi đã cảm nhận được cái trứng này là không hề. Một, chính. Hai, ba. Ai? Ngày nào. Trái cuối cùng của ai thắng nha. Ôi ơi. Một, hai, ba. Mọi người ơi, Tăng Phúc đã vượt qua ô hay hơn à, 1 triệu đồng dành cho Tăng Phúc. Yeah. Nãy Nhi đang có mấy mọi người hộp quà đúng không? Giờ cho em số 3 đi à. Số 3 đi. Em còn sức mạnh. 3 3 3. Cầu đường ước thấy mời. Chương Thận Nhi đã bước vào ô thử thách. Vâng, quý vị, đây là thử thách nặng nhất dành cho... Không nha, em nhìn là em đoán được nha. Không nặng tí nào, em đoán được ý tưởng của chương trình. Đâu, em thử nói cho anh nghe. Có phải là, cái này có phải là bất ngờ dành cho em không? Có nghĩa là mời thứ hai đến sở thiết thang ngủ một mình không được có mọi người. Sở thiết thang ngủ một mình không được có mọi người. Sở thiết thang ngủ một mình không được có mọi người. Chương trình không thể nào mời em đến đây ngủ và lấy 1 triệu được đâu bé à. Và lực chơi như thế nào hả Dương? Em sẽ cầm cái gối này, quay vòi vòi. Đúng không? Quay vòi vòi là quay bao nhiêu vòng à? Thôi, tại vì biết em tiền đình nên quay khoảng 50 vòng thôi. 50 vòng. 50 vòng thôi. Làm sao vậy? Sau đó em quăng cái gối lên. Phải nhảy lên cái gối. Mình sẽ có 5 lần chơi. Dạ. Mình chỉ cần ngồi trên gối 2 trên 5 lần là mình sẽ chiến thắng. Nhưng mà cho em ngồi kiểu gì cũng được hết đi. Không, cái mông phải chạm cho cái gối mới được chấp nhận. Mọi người nghĩ đi, em không những bị rối loạn, em còn bị thoát vị đĩa đệm, em bị bệnh mọi thứ. Khi mà đến với chương trình thì chương trình không quan tâm đến cái hồ sơ bệnh án của em. Chứ mà hoàn thành xong là mình được tiền. Chương trình quyết định là 10 vòng dành cho Chương Thảo Nhi à. Sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng. Thử thách dành cho Chương Thảo Nhi bắt đầu. Một. Tí đi ạ. À. Mình có hiểu chữ vòi vòi không? Mình phải thấp thấp xuống, thấp xuống, thấp xuống. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Đừng diễn với chị, mới có 5 vòng thôi, còn 5 vòng nữa. Cố lên. Kéo cái đăng xí cho mũi đang méo đó, để vậy này cho nó thẳng. Đến câu giờ quá. Em chóng mặt quá hả? 10 nè, 10 nè. Rồi, thấy cao lên. Rồi, thấy cao lên. Cao lên, mọi người lên. Cao lên. Rồi, rồi. Nhảy đi, nhảy thôi. Không thành công. Rồi lượt thứ hai. Một. Mười. Thải gối em ơi. Dần thôi. Phải cao lên. Phải cao lên. Phải cao lên. Không tính. Không tính. Mất 2 lượt rồi còn 3 lượt. Có giống mặt cũng phải dính cái mũi. Trường. Mười. Rồi thải lên cao cưng. Cao lên. Thải lên. Rồi nhảy lên em ơi. Đã qua 3 lượt chơi nhưng Chương Thảo Nhi chưa thành công được lần nào cả. Mỗi lần còn 2 lần nữa. Không mấy giờ em không quay mặt này. Chị làm giùm em và chị đẩy giùm em cho em hết sức quay rồi. Hết sức quay hả? Ok em, nếu em muốn. Rồi em để với nè đó, em để với nè thì chị quay giùm em luôn em. 10. 10 rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh. Thải em ơi. Không có tính không? Bé ơi, không tính chắc, em ơi. Anh nghĩ là khỏi chơi đi, chứ giờ đâu lấy được chịu đâu. Bây giờ mình ráng làm một lần để thể hiện nở mặt đi.
10. Tung cao lên nào. 7749 lần chơi thì Trương Thảo Nhi vẫn không thành công lần nào cả, cho nên là rất tiếc 1 triệu này không thuộc về Trương Thảo Nhi ạ.